Ngày 8 tháng 6 trên đường về thành phố Hồ Chí Minh, đoàn ghé thăm khu du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền là điểm du lịch hấp dẫn tiêu biểu ở đồng bằng sông Cửu Long, nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ 10 km trên tuyến lộ Vòng Cung ở giữa chợ nổi Cái Răng và Phong Điền, là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa sông nước miệt vườn với nhiều chủng loại trái cây đặc sản, bốn mùa trĩu quả, nhiều chương trình ẩm thực phong phú đậm chất Nam Bộ. Quý khách thỏa sức khám phá, tìm hiểu về đời sống dân cư miệt vườn như tham quan nhà cổ Nam Bộ, thưởng thức chương trình văn nghệ, đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ai về miền Tây qua Long An ghé về Tiền Giang thăm gò công đồng lúa bạc ngàn, nghe thương nhớ về nơi bến nước Hậu Giang. Ai về miền Tây qua nơi đây đất mũi Cà Mau, nghe đơn ca dòng cố ngọt ngào, ai rao tiếng kìm Bạc Liêu khúc hát từ lâu còn đi tìm. Đây miền Tây, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, quê hương như gọi mời, nghe thương sao chính dòng sông trôi mênh mông lục bình. Ai về Vĩnh Long không quên đến Trà Vinh, Sóc Trăng quê mình tươi sáng ánh bình minh. Vừa xanh ngát nhân cô em miền Đông Tháp, có thương ai đừng quên nước thề, người ơi nhớ về, về miền Tây xem ruộng xanh bốn bề, người miền Tây luôn giữ tròn tình quê. Về đến thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục tham quan Dinh Độc Lập. Bởi đã đến trung tâm Sài Gòn, không thể bỏ qua thăm Dinh Độc Lập hay còn gọi là Dinh Thống Nhất, một công trình tọa lạc trên mảnh đất rộng 15 hectare ngay giữa trung tâm thành phố. Công trình ghi đậm dấu ấn thời gian và lịch sử, nhưng cũng rất nên thơ và lãng mạn. Đây từng là nơi làm việc của các đời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích đặc biệt.
xuân về niềm vui chiến thắng bay từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đang bước trên đường chiến thắng. Thời cuộc biến đổi âm ồn tiêu diệt giặc đi bao tàng. Nhân dân yêu nước đang mừng xuân đường bên bao quân sĩ bao ngày mong chờ cùng vùng lên súng chiến công vang mùa xuân. Sài Gòn ơi, trong lửa đàn vẫn tiếng ca hướng về mặt trận sáng ngời. Sài Gòn trên đầu cù tao phát cao là cờ thắng lợi trên Sài Gòn. Sài Gòn đón với ta ơi, trong thì lửa vẫn ngời ngời, ta đi như sông thắm hơn dân chào dâng lên trên xác quân thù hung bạo. Dân mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam, dầm dầm bước chân ta đi dùng trên đường phố Sài Gòn. Khi con chim em bao mùa xuân về tin vui chiến thắng về từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đang bước trên đường chiến thắng. Bao người si bao ngày mong chờ cùng cùng lên súng chiến công vào mùa xuân. Sài Gòn ơi, trong lửa đàn vẫn kiên gan hướng về mặt trận sáng ngời. Sài Gòn ơi, đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công. Vì thế gió đây vội kèn tiến quân đang cùng miền Nam tiến lên. Ta đã sống như ngày lịch sử, ta sống tới bước trên đầu thủ, ta phát cao là cờ thắng lợi trên Sài Gòn. Sài Gòn đâu với ta ơi, trong thì lửa vẫn ngời ngời, ta đi như sông cảm hơn dân chào xô lên trên xác quân thù hung bạo. Dân mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam.
đơn sơ nhưng lòng son sắc, nét đẹp quê mùa hương chốn thành đô. Cầm viên Sài Gòn là một trong những công trình mang tính chất lịch sử lâu đời của thành phố Hồ Chí Minh và cũng là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Sức sống bền bỉ cũng như giá trị văn hóa đã mang đến cho Thảo Cầm Viên một nét riêng biệt không dễ lẫn với một công trình nào khác. Nơi đây nuôi trồng các loại thực vật, động vật phục vụ mục đích nghiên cứu ở Đông Dương thời bấy giờ. Hiện nay, Thảo Cầm Viên đang tồn tại hơn 1.000 cá thể động vật, hơn 2.000 cây và hoa trong khuôn viên. Mỗi năm, Thảo Cầm Viên đón khoảng trên 2 triệu lượt khách tham quan du lịch và trở thành điểm đến ưa thích của các gia đình khu vực lân cận. Hôm nay anh về thăm lại miền Tây mến yêu, đất ruộng miền Tây trên cánh đồng cò bay thẳng cành. Tình cờ gặp em, người em gái miền Tây dễ thương, tóc dài trong gió khiến cho lòng anh đây ngất ngây. Bao nhiêu năm rồi không về miền Tây hát ca, nhớ mùi Cà Mau, nhớ từng thơ Bạc Liêu Mỹ Tho, nhớ từng câu hát in trong lòng già yêu Bến Tre. Ước gì mai đây anh sẽ là chàng rể miền Tây, con gái miền Tây xinh như hoa cười trong nắng mai. Khiến người thập phương ai ghé thăm mà không thầm được, và bằng lời ca anh xin yêu bằng cả trái tim. Nguyện được bên em ta chung lòng xây đắp miền Tây, này người tình ơi cho anh xin được đưa đón em, ngày ngày bên em ôi xinh đẹp con gái miền. Thank you.
lại miền Tây mến yêu. Đất ruộng miền Tây trên cánh đồng cò bay thẳng cành, tình cờ gặp em người em gái miền Tây dễ thương. Tóc dài trong gió khiến cho lòng anh đây ngất ngây. Bao nhiêu năm rồi không về miền Tây hát ca, nhớ mùi Cà Mau, nhớ Cần Thơ Bạc Liêu Mỹ Tho, nhớ từng câu hát in trong lòng già yêu Bến Tre. Ước gì mai đây anh sẽ là chàng rể miền Tây, con gái miền Tây xinh như hoa cười trong nắng mai. Khiến người thập phương ai ghé thăm mà không thầm hương, và bằng lời ca anh xin yêu bằng cả trái tim. Nguyện được bên em ta chung lòng xây đắp miền Tây. Này người tình ơi, cho anh xin được đưa đón em ngày ngày bên em, ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Này người tình ơi, cho anh xin được đưa đón em ngày ngày bên em, ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Yeah.
con gái miền Tây má đỏ hay hay. Miền Tây đây quê hương và phố hoài đang, đêm trên sông tiếng ca u hoài, nhịp chèo theo nhịp đàn buôn lơi. Đây đất lành miền Tây đang đón chờ người ghé qua đây, sen tháp mười đẹp tươi, lúa vàng phơi trong nắng ven đường. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, đêm hồng ngự mà mong Hà Tiên. Ai có nghe trong lòng khi trái tim sao động đã yêu về thăm Bạc Liêu, đêm hồng ngự mà mong Hà Tiên. Ai có nghe trong lòng khi trái tim sao động đã yêu miền Tây. Đây được coi là chuyến đi thực tế sáng tác giao lưu của một số thành viên câu lạc bộ thơ ca quan họ thành phố Bắc Ninh, có nhiều ấn tượng, đi được nhiều địa danh từ thành phố Hồ Chí Minh qua các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Đặc biệt tổ chức cả đoàn đến được mũi Cà Mau, điểm cuối đường Hồ Chí Minh. Để có được chuyến đi thành công, trước tiên phải trân trọng ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đặc biệt phải kể đến gia đình nghệ sĩ, nhạc sĩ Quý Thăng, lấy tình cảm là trên hết, trực tiếp hướng dẫn tỉ mỉ, chặt chẽ, tạo điều kiện cho đoàn có được chuyến đi thành công tốt đẹp. Hôm nay, trên đất nước Việt Nam thân yêu, nhất là những nơi đoàn đã đến thực tế tham quan. Đây là cơ sở giúp các hội viên thơ ca quan họ tiếp tục sáng tác những bản nhạc, bài thơ hay, làm rạng danh thêm quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.